Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Bộ phim cổ trang Linh Lung Lang Tâm do Khang Ninh và Cốc Gia Thành diễn chính đã có lịch phát sóng vào ngày 15 tháng 2 năm 2020. Phim được chuyển thể từ manhua cùng tên của tác giả Lạc Kỳ Đình. Ngay khi mới khởi chiếu, phim đã thu về lượt xem khá cao. Bên cạnh nam chính Cốc Gia Thành, thành viên của Ích Cửu Thiếu Niên Đoàn, thì nữ chính Khang Ninh với vẻ đẹp lai cũng thu hút được sự chú ý của khán giả. Đảm nhận vai nữ chính của Linh Lung Lang Tâm là Khang Ninh. Khang Ninh sinh ngày 10 tháng 8 năm 1995. Chiều cao 165cm, cân nặng 41kg. Tốt nghiệp Học viện Công an và Quản lý Tư pháp Liêu Ninh. Mới nhìn qua Khang Ninh, mọi người có thể đoán Khang Ninh là con lai phải không? Vậy thì mọi người đoán đúng rồi đó. Khang Ninh mang một phần dòng máu nước Nga xinh đẹp. Khang Ninh sinh ra ở Bàn Cầm, Liêu Ninh, là người gốc Nga và mơ ước trở thành diễn viên từ khi còn nhỏ. Cha của Khang Ninh là một bác sĩ và có nền tảng quân sự. Ông hy vọng rằng con gái mình có thể kiếm một công việc ổn định, tốt nhất là làm công chức. Vì vậy, khi lớn lên, Khang Ninh theo nguyện vọng của gia đình, nộp đơn vào Học viện Công an và Quản lý Tư pháp Liêu Ninh, chuyên ngành luật và tiếng Anh. Thời gian học đại học, Khang Ninh thích chụp một số bức ảnh mặc đồng phục cảnh sát và đăng chúng lên Weibo cá nhân của mình. Hành động tuy bình thường này, nhưng lại được giới truyền thông và người của các chương trình giải trí để mắt tới. Có những người gửi lời mời đến Khang Ninh đi quay các chương trình. Vào nửa cuối năm 2013, khi vừa tốt nghiệp Học viện Quản lý Tư pháp và Công an Liêu Ninh, Khang Ninh quyết định đến Học viện Hí kịch Trung ương để tham gia lớp luyện thi nghệ thuật. Tình cờ cô được một công ty truyền thông giải trí ở Bắc Kinh nhìn trúng. Cũng bởi vậy, Khang Ninh đã bỏ qua kỳ thi tuyển nghệ thuật của Học viện Hí kịch Trung ương, trực tiếp bước chân vào giới nghệ sĩ Hoa ngữ. Cũng ngay trong năm đầu quân vào công ty giải trí, Khang Ninh có ngay vai diễn đầu tiên, diễn cùng Lý Mạn trong bộ phim Nộ Phóng vào năm 2013. Sau vai diễn đầu tiên này, Khang Ninh liên tiếp tiến vào các đoàn phim. Dù chỉ đảm nhận các vai phụ, tuy nhiên với vẻ đẹp lai cùng với diễn xuất tự nhiên của mình, Khang Ninh vẫn đủ thu hút được sự quan tâm của khán giả. Từ năm 2013, Khang Ninh gây được sự chú ý qua các bộ phim như Bàn Thục Truyền Kỳ, Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên, Mạn Mạn Thanh La, Sở Kiều Truyện, Luyến Ái Tiên Sinh, Chuyên Gia Tình Yêu và nhiều bộ phim khác. Đặc biệt vào năm 2019, Khang Ninh thu hút được nhiều khán giả xem phim khi bộ phim do cô thủ vai nữ chính phát sóng. Trong Tình Mỏng Người Không Hay Biết, Khang Ninh vào vai nữ chính Trịnh Đinh Đinh, cô gái có người bạn trai lại luôn vấn vương tình cũ. Tình Mỏng Người Không Hay Biết kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Trịnh Đinh Đinh, người từng gác lại giấc mơ thiết kế đồ chơi và anh chàng bác sĩ Ninh Vi Cần của mình. Bộ phim Ngôn Tình Ngọt Ngào với sự tham gia của Khang Ninh, Hồ Vân Hào, Triệu Nghị Tân, Trương Tử Tuyền và các diễn viên khác đã phát sóng vào năm 2019 và đem về nhiệt độ đáng kể cho các diễn viên tham gia. Đầu năm 2021, Khang Ninh trở lại màn ảnh nhỏ với một vai nữ chính trong bộ phim cổ trang Linh Lung Lang Tâm. Phim được chuyển thể từ manhua cùng tên của tác giả Lạc Kỳ Đình, với sự tham gia của Cốc Gia Thành, Khang Ninh, Bành Sở Việt, Thịnh Huệ Tử, Triệu Tử Kỳ, Cao Cơ Tài và nhiều diễn viên khác. Sau Linh Lung Lang Tâm, Khang Ninh tiếp tục còn hai bộ phim cổ trang có sự tham gia của cô chuẩn bị ra mắt khán giả là Bách Linh Đàm và Mạn Mạn Thanh La. Trong Bách Linh Đàm, Khang Ninh đảm nhận vai nữ chính, còn với Mạn Mạn Thanh La, cô chỉ diễn một vai phụ. Hai bộ phim đều có lịch chiếu dự kiến trong năm 2021. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.